Xin chào tất cả mọi người. Đây là cái rạch cầu quay. Từ cầu quay ra tới sông Hồng đấy thì nó rất là đẹp, bởi vì hai bên nó được xây bờ kè rồi và được trồng những cái hàng cây bằng lăng, phải nói là rất đẹp. Và đây là một chiếc chẹt nhưng mà lại có gắn cần cẩu nữa, thì chúng ta hãy lại chờ cho nó lại gần xem chẹt mà gắn cần cẩu thì để làm gì nhỉ? À, rất có thể đây là một chiếc chẹt thả phao, bởi vì mọi người có thể nhìn thấy là nó có hai cái phao được sơn màu xanh. Đây, zoom lại gần thì có hai cái phao được sơn màu xanh. Như vậy thì đúng là nó là một chiếc chẹt thả phao thật rồi. Những chiếc chẹt thả phao hay là những chiếc tàu mà thả phao như thế này đó thì nó dùng để chữa duy tu những cái phao luồng. Như các bạn biết thì là trên các cái tuyến luồng của đường thủy nội địa đấy thì bao giờ cũng có để thả những cái phao luồng, cái phao mà để dẫn đường đấy. Thì những cái chiếc phao màu xanh thì được thường thường sẽ được thả ở bên tay tay phải, tay mặt. Còn những chiếc phao màu đỏ thì được thả bên tay trái để nó là hướng dẫn cái luồng chạy tàu. Thì đối với những chiếc phao như vậy thì thường thường là được cái công ty quản lý đường thủy, đúng rồi, công ty quản lý đường thủy là người ta quản lý và thường xuyên để kiểm tra, để bảo dưỡng. Thì những chiếc phao như thế này thì bao giờ nó cũng có một chi con rùa, nó là bằng bê tông đó, có khi là lên tới cả tấn đó, để nó neo những chiếc phao này. Và từ con rùa nó sẽ nối lên những chiếc phao này bằng cái sợi dây xích. Những chiếc phao ấy thì đôi khi là cũng bị hư hỏng do lâu ngày quá thì nó bị xét dỉ rồi, thì các cái bu lông, các cái sợi dây xích nó cũng bị hư, hoặc là nó có thể bị trôi dạt sai cái vị trí ban đầu. Thì tất cả những cái như hư hỏng và những cái sự cố như vậy thì đều được cẩu lên mang về duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và sau đó mang đi thả. Thì đây là cái chiếc tàu thả phao. Còn đây thì là sông Hậu. Sông Hậu một buổi chiều cuối tháng 5 rất là êm đềm và có rất nhiều phương tiện đang lưu hành ở trên sông. Và đằng kia thì chúng ta có thể nhìn thấy một chiếc xà lan rất đẹp, và nó cũng là một chiếc xà lan rất là khủng. Nhìn một cái hình ảnh một chiếc xà lan khủng như thế này mà đang chạy băng băng trên một cái dòng sông rộng như một cái dòng sông Hậu và êm đềm như thế này thì cảm xúc rất là tuyệt vời. Hai chó hả bay? Một chiếc xà lan rất đẹp. Mọi người thử nhìn xem, bầu trời thì trong xanh và có một vài cái áng mây bồng bềnh màu trắng. Còn chiếc xà lan thì đang băng băng chạy trên cái dòng sông. Lúc này thì nước đang lớn rồi, rất là êm đềm. Mà sao chiếc xà lan này nó lớn nhưng mà nó đẹp thế nhỉ? Rất là cân đối. Thường thì những chiếc xà lan lớn á là nó có vẻ như nó bị mất cân đối do nó bị giới hạn cái chiều dài. Tuy nhiên thì chiếc này nhìn rất đẹp. Nó có tới 8 cái nắp hầm hàng. AZ23119. Nếu như đây là AZ23119 thì đây là một chiếc xà lan có cái trọng tải 2.600 tấn thôi. Đấy, chính vì nó không lớn lắm, nó cũng là thuộc dạng khủng nhưng mà không nên nói là quá khủng, cho nên là nó giữ được cái vẻ cân đối giữa chiều dài và chiều rộng và chiều cao. Trọng tải của nó là 2.600 tấn. Thì chiếc này thì dài chưa tới 70 mét, 68 mét.
chiều ngang là 13 m, và cái tâm hạ tức là chiều cao mạn là 4 m 7. Đấy, chính vì vậy cho nên nó rất là cân đối, nó rất là đẹp. Cái này thì cũng được gắn hai máy Cummins N14 này. Ở trên cái nóc cabin lái của nó đấy thì cũng có hai cái bồn inox để chứa nước, nhưng mà ngoài hai cái bồn inox này thì còn hai cái két nước nữa, hai két nước liền trên cái mái đấy. Còn đây là phía cabin lái ở phía chiếc mũi này, thì trên cái cột đèn nó còn được gắn thêm một cột anten, và bên dưới đấy cũng có một cột anten nữa cho cái hệ thống mà vô tuyến điện thôi. Hai két nước hai bên đó, hai cái két nước hai bên ngoài cái hai cái bình inox ra thì nó là hai cái két nước tăng cường. Mọi người hãy ngắm nhìn lại chiếc AZ23119 rất tuyệt vời. Dòng sông buổi chiều hoàng hôn. Hiện nay thì mình đang đứng trên một chiếc xà lan, nó chuẩn bị cập vào bờ, và đứng ở trên sông Hậu trên một chiếc xà lan vào một cái buổi chiều êm đềm như thế này. Đây, bầu trời rất đẹp, những áng mây trắng. Mấy ngày hôm vừa rồi thì nó mưa, nhưng mà hôm nay thì trời đã tạnh rồi. Cái buổi trời chiều đẹp như thế này, êm đềm như thế này mà lại được ngồi nhậu ở trên một cái quán ven sông, giống như là cái quán bên sông á, vào lúc mà không có dịch thì quá tuyệt vời. Nhưng mà hiện nay thì đang dịch bệnh cho nên là tất cả mọi người đều phải hạn chế thôi. Hình như đây có một bàn nhậu thật, đúng là có một bàn nhậu và gia đình thôi, không phải là quán xá gì đâu. Quá là lý tưởng, quá là tuyệt vời. Tới đây thì mình cũng xin được dừng video tại đây. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại mọi người ở các cái video clip tiếp theo. Thank you. Bye bye.